Người, hôm nay mình đang lên xe một bộ phi bơm bùng giao qua cho khách ở ngã 7 Hậu Giang. Cái này là khách đã có máy rồi, mình chỉ giao bộ phi qua thôi, giao tới nhà rồi ráp test cho khách luôn. Đây là bộ nguyên phi và hai ổ đạn nha, cốt bơm của mình là 16. Nó sẽ có một cái ổ đạn ở đây, ở cái ổ đạn này thì sẽ kèm cái lắp bơm của mình. Và một cái ổ đạn ngay đầu bơm này. Ổ đạn này sẽ ổn định cái phần đầu bơm và hạn chế cái phần lên nước, không có để lên nước cho vô phi. Giờ mình sẽ buộc dây lại và chở đi giao cho khách.